Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Big Bang, mình là Vinh. Mình là Quốc Tuấn. Đây là game Farai 5. Thì như vô cái nhà quen thuộc nhà của kỹ sư điện. Thì đù. Đù. Bắn ngay đầu. Vãi chứ. Nhỏ này hay vậy. Tao bắn cái nó hụp đầu xuống vậy. Tao bắn lần kia cái nó hụp đầu xuống. hay đẳng cấp phản xạ sau lưng rồi mày. Không mày, nó nhìn tao cái tao mỗi lần mày chuẩn bị bắn cái nó hụp đầu xuống cho tao bắn mày né thì coi phối hợp đồng đội còn hơn là phim Hollywood. Ghê. Còn thằng này tao lướt là tao làm như siêu nhân cuối cùng rồi nó gõ xuống đầu tao. Còn tí này chết giờ rồi. Làm gì đó đâu, dục đi phóng lụ hết đạn rồi. Nó ngu quá mày. Hao đạn quá. Nó gõ đầu tao té rồi, đáng lẽ phải cầm cái sọc gân nó sọc chừng hai cái là coi như là tao tiêu rồi, sóc lọ tao là con xong rồi. Đứng nhìn nhìn phải không? Ừ, không biết nhìn gì nữa. Nhìn rồi. Ông nội nó chứ nhìn. Thì bây giờ coi người vậy mà không giết. Vụ của kỹ sư điện thì quen thuộc quá rồi. Kỹ sư điện. Mà chắc cũng phải làm vụ của kỹ sư điện đi từ trên đây xuống. Ủa. Thì mình xuống hơi xa tại họ mới làm đi lượm chim cương phải không? Vậy là nó phải lên trên bắt đầu nào, từ trên xuống. Nào tào lao vậy? Mỹ lao này gục ngã liền, bắn một viên thôi, cái này là gọi là cái chết để hành hạ nè anh em thấy mình hành hạ nó chưa? Nào nữa đây, thấy chưa trời ơi, thấy chưa còn tí nữa là mày đi mày bị xe đụng rồi, mày mà không tay le kịp là mày xong rồi con ở đó mày đứng giữa rồi. Người ta là tính là ví dụ tính chi tiết giống như là Joker á. Đâu ảnh giật le được tí cái anh chém gió anh nổ tính chính xác tới từng giây ta biết ta chuẩn bị là nó có xe chạy tới đó. À, nhiệm vụ làm gì đây làm cái nhiệm vụ bày cái trò gì nè, phan dĩa hả gì ta tưởng đâu mấy dĩa này lộn được tao phan chứ. Ê, nhiệm vụ chấm xanh đây là hình như nhiệm vụ của bét nhỏ đại nhân coi phải không, phải bét nhỏ đại nhân không, đây máy cài coi. Ba mấy mét là chạy bộ là làm giàu. Bây giờ là đang nghèo không có tiền mua súng mua ship gì không? Mày đòi chạy máy cài. Kéo ngay đồ vô coi. Sao nãy tại ba sao? Chạy là phải đi săn để kiếm tiền. Hồi nãy tại sao tao bị sắp chết ta? Có thấy thiếu cái gì á? Gì sắp chết? Đáng lẽ là cái cảnh đó là cái thằng lính nó phải bị cái bùm chứ. Ê, Minh không quần đâu? Gì? Mino không quần đâu, sao có con chó đó. Chó giờ mới dễ thấy đường mày. Tao thấy hèn chi hồi nãy là tao thấy tại sao mà không cứu nào cứu tao. Mấy thằng ấy kìa. Mấy ấy đó, là mấy nào? Lũi mấy cài đụng đó. Lên. Đụng cho tao tàn đời hả? Thôi chết tao. Con dướng cái kính chiếu hậu nó sồng quá. Rồi chết tao luôn rồi. Mình không có súng gì để chơi nữa. Phải rồi không liệu. Bắn tao rớt máy cài luôn rồi. Mày dụ tao ban ra cái máy cài á, nguyên một cái tầm nhắm tầm bắn vậy gặp nó chơi cái dạng súng đó nữa chứ. Chơi không lại rồi. Bắn nó bắn tao chết luôn rồi. Chó cứu không được luôn. Không cứu mày. Bộ mày đâu? Tao ra không được luôn rồi nè. Tại chó nãy cứu tao á. Không cứu mày. Rồi á, ra rồi đó. Enter là nó ra, phải chờ đủ dây của nè, nó. Nè gấu, lão gấu. Tao có súng sụp rồi. Ê mày làm nó chạy. Sao dí được. Thôi là nó sụp hai cái là chết mày, cứ làm vậy không. Này là gì đây? Nhiệm vụ rồi. Đây. Ồ nhét sâu vào. Ủa gì vậy? Nhét vô. Cái gì kỳ á, nhét vô phải cho mày có mình có hồng tâm bắn chứ à. Ôi thì chứ từ lúc mà cái game này mình hái lá cây khó vậy luôn á. Thiệt không có định, không có cái định vị trên bản đồ nhỏ. Đi tìm mà thấy bà nội luôn. Mày đâu rồi Vinh? Đang đi tới nhiệm vụ nè. Cây mà còn thưa nữa. Tẩm gì vậy? Cây ở đây thì nó thưa, làm vụ thì nó cực. Nó phá tan xác hết. Ủa gì lộn, cây thì thưa ha, mà kiếm thì khó nữa, kiếm mấy cái cây cái không có
Cái chuyện tao phá nhỏ là rất là hiển nhiên rồi. Một trái rừng luôn thấy chưa? Ủa già nào đâu? Coi. Nhiệm vụ của già sao đen nè. Cha này là thần tượng Batman nè, để cái ủa tính nói thần tượng Batman để cái bảng này rọi lên trời đứng chờ Batman chứ. Tưởng là cha cảnh sát trường. Đồ mang kính rồi xã hội đen phải mày. Mặc đồ ai nói xã hội đen, tao mặc đồ tới gài tới nút cổ luôn xã hội đen. Thấy không? Đừng có giỡn mấy xã cái kính đó là kính xã hội đen á. Đó là nghiêm túc vờ lờ. Ông giả bộ diễn sâu á. Kính kìa, kính xã hội đen. Chứ sao? Vậy là mốt lần thằng nào đeo kính cái là xã hội đen hả? Ừ, chứ sao? Đồ. Thấy thằng nào mà mang thằng nào mà mang kính đen ra đường mặc kính kính khép nép tí là xã hội đen liền. Ủa lên xe ổng hả? Ờ kêu follow kìa. Đáng lẽ mà có Miner thăm quần nữa. Thấy không? Đáng lẽ mà có Miner thăm quần lẫn ngồi cái ghế trước là mày thấy là là mày ghen chưa? Ngồi với ổng là ổng ngồi ổng thò tay qua anh sao? Búp chim. Búm phải không? Gì? Chúm liền. Búm. Búm cái là bấm cái là viên đạn vô đầu liền nè. vừa thấy tay mà vừa đi qua kè đó cái tay. Chó chạy song song. Cái tay mà kéo cần ở dưới ha, kéo cần số dưới ha, mà vừa thấy tay qua cái là viên đạn cái bùm liền. Thấy không? Ở nước Mỹ người ta cũng phong thủy đúng không? Ta treo cái chân gà để lấy cái độ may mắn trừ tà trừ ma quỷ không? Đồ. Làm sao không treo tỏi mày? Tỏi. Đâu phải cương thi đâu mày. Vậy. Đâu phải mấy dạng mà ma cà rồng gì đâu xe tỏi. Giờ chứ giờ người ta cũng quan niệm là trừ ma trừ tà người ta mới đeo cái gắn chân gà. Dạ ghê bay. Tao có xạ nhật thần cung nè. Trên đây chứ gì đồ quỷ có lên chiếm mấy hồi đâu. Xài cũng hay. Trời ơi có ông cống chui vô ông cống chơi mày. Ủa tao thấy đây kìa. Ủa giờ tao chui ông cống mày thấy đâu à? Ờ quên rồi mình nhân vật mình là nữ nhưng mà không có ẹp bằng Miner thâm quần của nó nên rủ chui giống cống đâu thèm. Xạ nhật thần cung. Ở trên đây có vị trí kim cương luôn mày. Ừ đúng rồi. Xạ hết mấy thằng rồi. Đuôi cũng thấy mờ mờ mày. Còn mày làm gì ở đây mà này nhắm mày à? Tao có thấy tao đâu mày, con điên. Ai vậy thằng nào mà làm cái nghe quá vấn đề lên ta mày á. Sniper điên nè. Đó sniper nè cái con nhỏ này thì ra con điên đó hồi nãy là bắn tao kiếm hoài không thấy cái xong chuyện cái già sản hồi đe lên kìa. Đó giờ mình chơi lụm súng đi chứ chỉ có sử dụng cung thôi. Bây giờ game Friday 5 này là mình không có mua súng nữa, cái súng mình chỉ lụm và chơi. Có thể nâng cấp nồng giảm thanh từ cái súng lên thôi chứ không có mua súng nữa. Đó. Rồi đó. Nhưng mà hầu như chỉ sử dụng cung chơi thôi. Súng là súng nhặt. Tự sát là hết phải không? Rồi mình không có mua súng nữa, chỉ có mua đồ thôi, mua quần áo mặc cho đẹp thôi. Ê mày á, ra lấy cái vị trí kim cương coi. Đâu? Nè, cái hộp này nè. Mày chạy đâu luôn rồi? Biết là làm K3 sáng giờ chóng mặt không? Thì đâu? từ nhìn thôi. Đây, đó đây. Là cái hộp này coi. Có chữ luôn, vô có kiếm vị trí thương ở đâu? Ủa? Rồi chuyện với quỷ già đâu? né ra coi. Ở đây có đường hầm bí mật gì không? Ê mày, cái hộp đạn quá trời mày không lụm hả? Quên rồi, lụm được đâu? Mình đâu có súng nữa đâu lụm. Ê đi theo máy bay đó kìa. Kẹt. Vị trí kim cương đây rồi, nó đâu? Nó đâu ai biết mà có xe nè, lên. Tất tao chứ. Come on. Nhìn lên. Đáng lẽ là phải kiếm ra được vị trí kim cương. Lẹ lên 300m là thất bại. Đấm đít cái cái. Này là làm cái giống gì đây? Đi theo máy bay á. À, đi theo mấy cái à. Chiến nho. Theo dõi nó. Thỏ đó mà. Máy bay này đâu ra. Con vậy già lên gọi điện đàm tí máy bay xuất hiện.
Điện đáp kìa mày. Ừ, đáp đây nè. Cần xuống dưới thủ tiêu gì không? Cờ theo dõi nó thôi. Theo dõi nó là ra lệnh cho mình tấn công. Chả mới ra lệnh cho mình tấn công sao? Rồi vậy đi tiếp kìa, nó chạy được kìa. Nó chạy rồi, lên. Gì để cho đầu rọc thể hiện rồi. Ê, không phải nó chạy. Nó chạy rồi. Từ từ. Đừng có để nó thấy. Phải chờ từ từ để mình đi đến cái sào huyệt của nó phải không? Ừ. Hay là bắn bỏ nó đó. À mà điện, chưa điện, mà, điện. Tao chưa thấy cái lệnh bắn bỏ mà. Chờ nó chưa ra lệnh. Chưa ra lệnh, hãy ít ra nó ra chữ kill cái mình mới bắn không? Rồi bây giờ cứ bay lên. Chạy lên. Đó. Ôi coi đầu trọc bay. Rồi, còn tí nữa là coi như là vô cổ thụ rồi. Đâu ra mà có cái đường chạy trong đây về đã thì chứ. không phải hả? Cái cầu. Ta tưởng nữa chứ. Nữa ta thể hiện một cái cú bay. Đù. Ra đường dầu rồi. Chạy luôn. Đi đâu vậy? Bên đây nè. Vô hành lang can được rồi. Bạn đừng rừng luôn. Chứ sao? Ủa sao trong đây toàn cổ thụ không mày? Đại thụ luôn mà chết à. Thấy rồi đó, chơi cái anh Big Bang, bang đường rừng, bang cái một không đụng cây nào không? Hay lắm. Tao cũng hay như mày. Đó là bét chạy đường rừng. Thôi bỏ bà rồi, bỏ bú rồi. Vô toàn cổ thụ luôn mày không thấy gì à? Ok rồi kìa. Có lệnh rồi đó, có lệnh giết khẩn cấp. Giết. Từ từ để cho đáp xuống, để cho đáp. Ngừng ngoài đây, rình vô. Đợi ha. Đi nào. À, cái thằng đó kìa mày, cái thằng đó là mục tiêu. Lát là lấy máy bay tao phá. Có còn nào nữa không? Trong đây chắc đông mà. Đông chứ, có đằng trước đằng sau. Lấy ống nhòm này nè. Thực nó rồi. Quan sát ơi. Ồ, thằng thanh niên ở trần hổ báo cáo chồn nữa chứ, gọi điện thoại. Đầu thì bốc khói cứt. Hay lắm, ta định xạ rồi. Ủa sống còn nào hết ta? Còn chứ. Tại vì mày bắn im quá nó đâu biết. Chắc đâu ngoài đây nè. Thôi tao để tao quay lại tao lượm cây cung của tao cái đã. Lỗ mày. Ở đây có hộp, có kho đạn dược gì nè. Tức là mày gì? Có vị trí kim cương chứ. Có cái bao gì đây? Bao gì tải lớn đây? Có để chữ co ốp nữa chứ. Thấy nào đâu trợ. Chắc tao đang xuống dưới hầm tao lượm đồ nè. Chắc hai đó nó cái dạng mà nó đáp xuống nghe im lặng quá. Trời ơi, sách kỹ năng một sách. Trời đất ơi. Đó đâu xuống chiếc lẹ vậy, mình cũng xuống luôn chứ anh em. Đạn dược gì đây, sao có một sách à? Nó lại phải lượm xuống đây mình phải được ba sách chứ. Nó hầm chứ, cái hầm này người ta nhà nghèo mà, mới làm với nhà giàu á. Đi được lựu đạn nè. Coi, có lượm lựu đạn coi. Tao ưa xài mấy cái đó lắm. Tao là chả bao giờ xài tới không? Sao mấy cái thanh niên này sao chết dưới đây rồi? Chết chứ để là ít đồ quá, đáng lẽ phải để lại nhiều lên. Súng ống đồ gì để 35 mét trên đây. À lên nói chuyện với quỷ già lên đây, chạy tới rồi. Ai, giờ tới tàu phá ha. Tới giờ phá của thú tao rừng rồi. Ui da. Làm mất hay cung tao, con thú đó sắp chết rồi. Tao sẽ lại lượm con thú. Ô, cháy nhà rồi. Sát thú đâu rồi? Ôi thiệt chứ. Mất cái cùng tao phí vạm cuộc đời ta. Chạy đi, cháy rồi. Tao gần chơi đốt nhà ta nữa đó chứ. Giờ nó chỉ trả không được nè. Cháy rồi, nổ ban đầu hết. Trời ơi, cháy nhà luôn. Ô, xe cha này đi xe đẹp chứ, xe nhìn xịn.
chết rồi, cháy tới mình gà, cháy tới mình gà, mình chăng gì hết anh em. Mình định lấy máy bay mà lấy không được rồi. Dạ rống đông. Thầy chơi. Đống 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 trung dân phá hoại. Động đúng chưa mà không? Còn một vụ nổ nữa. Để tao nói nè, chứ bùm nè. Ủa mày sao không lấy máy bay bắn? Ờ chỉ một cái bình ga nhỏ xíu thôi mày, mà tao làm nên được cái phong cảnh như vậy phải nói là vô cùng đẹp và vô cùng. Ôi sao bánh máy cài bắn không xẹp mày? Sao bóng lớp được mày? Cha đã dục xe rồi chắc. Cứng dữ sao mà bóc lớp được? Mà bánh xe này bắn còn không xẹp nữa chi. Trong game này toàn là những bánh xe loại cứng không? Tại cao su chống đạn mày. Rồi rồi, vụ án đã tắt rồi mà sao nhà này tao bay vô cũng được. Đáng lẽ phải cho tao một cái con đường tao vô trỏng tao chôm chĩa chứ. Con đường tập tối hả? Rồi bây giờ thì lên xe đi đi mày. Già đến còn linh tinh liên thiên chuyện gì nữa hả? Ở vị trí kim cương đâu rồi? Xuống lầm kim cương ơi. 1,900m lần hả? Chạy bộ. Ủa gì nhiệm vụ còn nữa kìa. À không phải không phải. Thằng già nó còn nói linh tinh liên thiên là còn nữa. Còn gì trong đi trong nhà này tao phá ông ta chắc cháy trụi hết rồi mày ơi. Đây đây đây, nhỏ này có vị trí gì đây, chỉ gì đây rồi con mẹ đi ra từ trong rừng đi ra với con chó. Bởi vậy thời buổi bây giờ thì nhớ nhìn chó này lực cái chó đực mày. Bởi vậy chó này lực nhìn ra chó nhìn thấy sao mà nghe kiểu những ướt nhẹp là kiểu này mới xong nè. Thiệt chứ thời buổi như vậy. Đúng rồi. Cái thời buổi này. Cái đợt mà nhớ cũng soi soi chó không? Đứng máy, thằng Giang thằng đứng máy đó. Nó cũng soi con như vậy nè, tư tư vậy nè, đứng sát sát vậy nè. Chó này giờ nhíu lại mày thấy không? Chó này nhíu lại kiểu như mới trỏng ra xong á. Ừ, thì mới đi dắt từ rừng dắt ra mà. Thì chó ra xong nhíu không? Tại ơi đừng nói bò đã bò đực nha, con mẹ đó xem bộ là. Ê sao con mẹ này đâu? Con mẹ chết đây ngay cái chó đây. Ê ê ê ê ê ê rồi. Nổi đom đóm nó rồi. Ảo giác rồi. Tao mới bị bò ủi luôn á. Tao bị nổi đom đóm rồi nè. Chạy đi. Tao đi hết nổi rồi. Thôi không xong rồi. Chúng ta đã bị hút vào cái thế giới miền cực lạc của con điên kia. Đường nào mình hoàn thành được bao nhiêu đó phần trăm là cũng vào đây hết mày ơi. Mình né không được rồi. Tuy là mình không có ở khu của nó nhưng mà vẫn dính thôi. Vẫn dính chưởng pháp và chưởng lực của nó. Ít ra phải làm một đoàn xe nào đó hay là thằng nào đứng bắn lén mình phải không? Ê ê ê ê ê. Mày nhớ cái này không? Vụ này sao? Quên rồi. Cái này của già nhỏ nè. À, bếp nhỏ đại nhân. Rồi xong cái này là ok rồi đó. Đúng nhỏ thiệt chứ. Phải không? Mình như đúng rồi đó. Hay biết đâu, như đưa ra ngoài. Đi đâu mà thổi bụi gì mà. Mà giờ bếp nhỏ nó không có nhỏ được vậy nữa đâu. Dễ gì, không lẽ bắn lộn hoài. Tự nhiên ảnh dưới anh kèo lên. Làm gì mà dám trấn nước tao. Ủa nó không phải rồi mày ơi. Cái khác rồi, không phải bếp nhỏ đại nhân à. Sao đưa con tao đi trước rồi. Tao mày hình như là đang ở trên lãnh địa của cái thằng này phải. Ừ. Thằng dưới mà. Hèn chi nắm đầu nắm cổ vô đây phải rồi. Tụi này sao mà nó bắt được mình vậy. Tụi trấn nước nữa. Ngợp mày. Mọi khu vực của mọi đứa mình sẽ bị một lần. Quên chứ. Mình cái khu vực cái dưới thằng dưới này tới đâu tới đó mình sẽ bị một bát một lần. Tới thằng trên cũng vậy. Tao là được rửa hèn chi đối xử vậy đúng rồi. Thay đầu nước tao đây chứ được rửa. Ê dừng lại hay chưa? Nó nói là dừng lại đi, làm quá lên hả? Không thấy ai tốt nhân từ như đó không? Dừng lại. Võ Tấn Tài ARK Survival. Mày thấy có hiện báo không? Ở mày đâu kết bạn nó đâu? Chưa. Phải thì chứ vô ra để hai lần rồi phải. Con mẹ vô trỏng ghiền cái tới chiều nữa.
Còn thằng già này nhìn mặt đó đúng nhân từ luôn á. Thấy vậy về nhà dạy thuộc hạ rồi đi thuộc hạ ăn ăn bắt tù nhân vậy hả? Yếu nghề. Ô cái thằng đó sao nghe ngoan ngoãn như mày? Là dư tướng hung mà dữ. Thằng này đã nó còn nghe độc hung hơn dữ hổ báo lắm mà. Thấy nhân từ quá lắm chứ nó còn, nó còn độc hơn cả Benjamin nữa. Thấy vậy á, ở ngoài giả nhân từ với bên trong vậy còn độc hơn Benjamin vậy đó, chứ thấy vậy chứ cũng có cái lý của ổng. Trong pha đây 4 á, có những cái ông cũng đúng tại ông độc tài thôi. Thằng đó dữ đi ghê, bắt đầu cái giật dậy liền. Dữ dội ha. Master hả? Master. Master như là hình tượng biết bao nhiêu em nhỏ á. Có cái tượng đó trọng là nhân vật nào cũng mạnh số dách hết. Ờ. Như Master Yi á. Sao ừ đó. Master Yi không bằng Yasuo. Yasuo vẫn là vô đối. Nhưng mà đa số là Master Yi là căn bản rồi mày ơi. Yasuo mới căn bản mày, thằng nào mới chơi cũng phải để dành 6.300 để mua Yasuo á. Có luôn hả? Sao tao lúc trước tao chơi liên minh lúc đầu sao tao chơi toàn Garen không ạ? Sao thì tao chơi ban đầu tao chơi con gì ta? Con Ace, cái xong tao để dành đủ tiền cái tao mua con Jin. Hồi đó tao mua AD không à? Thằng đối xử với phụ nãy vậy luôn á hả? Con nhỏ đó sao giống con tao dữ à? Không? Thì giống thôi. Nói chung là cái góc của tao với mày là nhìn cái phong cảnh, cái hoàn cảnh nó y chang vậy thôi. Góc bên tao thì tao nhìn thấy là nhân vật tao, góc bên mày nhìn thấy nhân vật mày thôi, gì đâu. Rồi xong hả? Có ai đó giải cứu mình rồi, ứng cứu Hello. Mình rồi. Hello. Gì nằm la liệt hết rồi. Cũng phải có cái cách nào đó để thoát khỏi chỗ này chứ. Thằng trên rấn này. À chào cảnh sát kìa. Giải cứu cho mình nữa rồi. Giờ cha đã tham gia phiến quân ở đây luôn không? Làm vụ luôn không? Giờ chả là còn cao cấp hơn. Chả là vô giao nhiệm vụ cho mình không? Rồi đi chả nè. Chả là nè. Gia nhập phe bên đây là giao nhiệm vụ. Còn mình làm lính rồi. Quất tiến công tao. Tao chịu tiến công lắm. Một đứa đi đây rồi. Tao phải đổi súng cool để chơi mới được. Ôi súng cool tao không có nòng nhắm rồi nhưng mà bắn vẫn trúng. Ủa cứu nó vậy sao giờ giác cái xác nó luôn rồi. Để tao mấy. Thôi súng cool bắn không được rồi. Đủ đạn nó chổi, nó chổi dày nè. Làm gì hay mà trúng. Bắn không trúng gì hết à. Rồi một đứa đi đây. Trong trong gì mù nó chả thấy hết đâu. Mình cũng chả thấy nó đâu hết. Rổn liền. Mày hả mày. Nó cho bát đấy lựu đạn vô. Ở đây đường nè mày. Bựa thiệt chứ. Trời lựu đạn vô với ảnh không biết gì hết. Con này mày chạy gì vậy? Rớt hết. Con núp. Đưa cái mã não ra. Ê ê bậy rồi. Ủa não bắn hay mày? Thiện xạ trong tầm nhắm. Ủa sao đâu mà bơm nổ hoài vậy? Thiện xạ trong tầm bắn luôn. Tao cúng cơm luôn rồi nè. Giỡn thôi. Tại không móc cái đồ hạng nặng ra chơi nó thôi, mình cũng chả biết nó bắn mình hướng nào nữa. Cây súng nhắm của nó khó bắn quá. Sao đâu, bắn tự quen gì. Không, cây súng nhắm nó khó nhắm khác cây súng mua mày. Cây á. Vậy nên là khuyến khích mình phải mua. Ừ. Bắn không trúng gì hết à. Rồi xong vụ rồi đó. Đó. Mà cool này không có nòng nhắm. Hành hạ thôi, để chứ ôm bụng vậy chết đi. Làm cái gì ghê quá à. Mày đi mình lái xe đụng tao hả? Hên là lạng qua nha, chứ mấy bể đầu bể phổi rồi. Ôi lấy xe này vô tấn công. Tấn công đi, tao đi trước à.
Mày ngồi lên xe này, ủa không cho mình xài xe luôn. Đây chết gì mà la liệt hết nè. Mày thấy mít phai rồi thấy chưa? Mày chạy trước. Cái gì kỳ vậy? Ủa chạy trước cũng có cái tội nữa hả? Thằng cha đó phải đi theo thằng cha đó. Trời ơi. Cha đó gì? Tao đi trước tao mở đường cô cũng cho nó thiệt ngừ ngừ gì bạn khó. Chưa trò chuyện với chả nữa. Giờ ta lệnh đi chưa gì cái bỏ đi làm hay đi trển chứ đi tao mở đường mà đi. Tao mở đường mà tao có biết đâu y chang bên kia. Ô bạn nhỏ nào mặc đồ nằm đây đây, đồ sexy quá không mặc ổ ngực luôn thì đây mở ra gì đây bí lú rồi mày hả mày cuôn vô mã não ấy liền. Cống lên. Mà cái này là cái gì, cái gì vậy? Ý Ý Ý Ý Ý mày em cho tao đi đường đó, tao đi đường khác. Bố gì đường gì thấy ghê lắm. Vậy tao cốc. Cuối cùng cũng qua được bển thôi. Làm gì mà nó quánh nguyên tử hạt nhân gì xuống kinh thế. Chơi chơi toàn là bơm lũ không à. Chạy không kịp với nó luôn. Bắn bụp 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 bụp. Tao đang đi tới cái hát nước đẹp và thơ mộng nè. Thủ này chuẩn bị. Chuẩn bị tàn đời với tao. Tao lên tới rồi nè. Tại sao mày đi trước tao mà giờ tao lại dẫn lên trước mày là sao? Tao đi khám phá hát nước. Nè bắn nè vô đầu liền thằng này. Ủa sao vẫn kẹt đây mày luôn rồi thấy tao hả? mày AK hả? AK mày chơi với súng cun hả? Mày nghĩ mày cầm AK mày chơi được với súng cun hả? Đấy sao cái con nhỏ này cũng diễn viên đóng thế, chết đâu đây, nãy chết đằng kia giờ có con nhỏ y về chết đây nữa vậy chứ. Cú vét nhỏ đại nhân rồi nè. Tao trong đây tao phá quá mày ơi. Ôi thiệt gà chịu gà đi ta đi thác nước đồ không, tao đi khám phá thác nước mà tao định nhảy xuống thác cho đẹp mắt cái nào ngờ nè thủ nè thím. Tao chết rồi thủ gì nữa, chờ tao ra đi mày cố thủ đi. Họ không giỡn nữa, anh em chơi đàng hoàng nè, mình chơi đàng hoàng là mình nghiêm túc lắm, chờ là Vinh bắn không lợi mình đâu, mình dành ăn hết mắt công nữa. Coi thằng chạy lên nè. Hú gì mà hú, có cho dài dài trích lũ đạn. Ô bếp nhỏ đại nhân. Nè lên đó. Tới đó là rớt là được rồi anh em. Cầm dao vậy cố giấu ma tấu làm chi. Ô lên tiến lên. Ngài trứng cút nè. Đâu ngài trứng cút, bắn ngài trứng cút mà ôm ngay cổ cũng hay. Mấy thằng đó đâu? Chờ đi. Nè bao nè. Ra chưa? Bao nhiêu người cá đây nè. Bắn sau lưng nè, bà nội nó. Đang để vô cây súng nè. Cứu ơi. Cứu đẻ coi. Từ tới đạn cái bây giờ tấn công lạng chạy lạng lách kinh vòm nè. Ủa mày đâu? Có thằng chạy lên bên hông nữa kìa. Mày đâu? Cầm tao thấy đâu. Đằng sau lưng mày á. Ồ, vậy cũng để nó quất nữa. Tao không thấy luôn á, không thấy một chấm xanh hiện lên luôn á. Rồi lại cứu coi ba, ngay cái súng. Đây hả? Cái ống súng kìa. Đằng sau lưng này bắn này kìa. Chết rồi, không có thấy chấm xanh hiện lên làm sao mà tao cứu. Cỡn có, tao nói gì. Tao quay qua cầu kiếm nó mới có cơ hội nó lên á. Cỡ hiện cái chấm xanh lên đi, tao lại thôi cứu. Nó sủa liền ha. Đỡ cái... được rồi, có cơ hội sửa lên. Đỡ thừa gì anh em xem thử video coi là có chấm xanh của Vinh hiện lên không, làm gì có. Chết cái đỡ thừa. Này này là phải đủ thừa liền chứ. Vô cái ông súng này không được. Mày canh mình canh nghiệp dư quá, tao canh chuyên nghiệp này không nào lên được hết, mày có một đường mà canh xuống được. Để vô cái ống súng đó tao bắn nè. Trong khi tao là phải canh hai ba đường.
Cô mày đang làm cái gì vậy? Dạy rớt liền. Có thằng chuẩn bị lên bên hông này nè. Đây nè. Đằng trước đang tiến công, nhìn là biết đằng trước đang tiến công à. Nè thằng bơi qua nè. Trước là những thằng mà chạy. Đây là gọi là những cái kiểu giết hành hạ thôi. Nó bắn vậy, bắn bắn không giết chết, cứ để cho đồng đội cứu. Gãy cho thôi thớp vậy đó. Cái thở oxy vậy đi. Đạn này bay chậm quá. Thôi ở tội nghiệp không. Đội đồng đội không cứu luôn. Ồ né đạn như là trong phim mày. Ừ. Mấy già trọc á, mày đừng có giỡn với mấy già trọc. Mày thấy chưa? Thấy chưa? Ừ, ừ. Như phim truyền hình luôn. Dân chơi né đạn luôn. Ê ê, con tin thấy gì kìa. Ê ê ê ê ê. Nào mà bắn quá hả? À? Bắn hành hạ thôi. Tao đâu có cần giết làm gì. Sau lưng có lên không? Tao ứng đằng sau lắm. Nó luôn luôn ở phía sau. Mấy dạ trọc hổ báo lắm nha. Vừa hổ báo mà vừa có khả năng né đạn đỉnh cao và đẳng cấp. Sao mà biết cái cây cầu này là chỗ tử mà nó cứ ban lên hoài vậy? Gì đây? Đu. Tập đoàn này ta. Giống như chơi game phòng game thủ thành quá hả? Mấy anh niên gây phết. Rồi đi nè mày. Let's go. Máy bay tới chưa? Chưa bắn bớt tụi nó đi để tụi nó có cơ hội. Họ leo lên trển trúng dài nhỏ chưa, nữa. Chưa kêu. Rồi ok. Lên được chưa? Có xử hết mớ rồi. Bắn giật kinh phong. Lên mấy mày. Đi. Già nhỏ leo lên trước rồi mày. Nhân tao mắc cười thiệt chứ. Già nhỏ nó leo lên trước rồi kìa. Leo lên trước hả? Thấy như tao mày không? Mà sao tao lên không được? Bên kia. Cái chỗ ghế trống á. Ừ. Chỗ đó cũng già nhỏ sao mà lên được. Đâu giống như Gata hay gì mà mày lên bên kia mà chạy qua bên đây là sao? Không có được. Lên đúng chỗ nào, slot nào trống thì cứ vào. Còn gặp bé nhỏ đầy hăng hởm. Vừa trèo lên tao tưởng tao địch tao bắn cái té cái là tao cứu xong cái tao chạy lên tới mày. Ai mà hiểu. Tao đang chuẩn bị lên máy bay bò lết lên chi bắn cho gì. Qua còn qua tập sau cái mình đây ấy là ảnh bị gấu dí ảnh la quá trời là. Đó là gọi là vết nhỏ đại nhân luôn rồi đó. Đâu lúc đó có cái tình huống bựa thiệt giờ không ra. Giờ đây à giả nhảy rồi. Hình như biết trước khôn hay rồi, sao khôn mày. Khôn rồi nó. Má hết tên hai thằng này thằng thì Vinh, thằng thì Quốc Tuấn này nó nè chứ không ấy. Hồi đó mình vừa trèo lên nó bắn mình xong làm nhân từ lại cứu. Cứu xong vừa trèo lên nữa cái tới thằng kia nó bắn cái. Trong xuống nó cứu nữa. Trong biết bao nhiêu channel chơi game này tao ấn tượng nhất là hai cái tên này nè. Trời hai thằng này chơi cứ chơi mình không à. Nè là đây cái gấu dí nữa. Không chứ không có gấu mày. Là đây gấu dí tao mày chạy vòng cái lên máy bay ngồi cái chả chứ. Tao lên máy bay ngồi mày bị gấu cắn rồi nhớ đi. Không mày tao chui dưới đây mày. Mày chui đó mày mới bị cắn còn tao lên tao ngồi. Ê xong mẹ này đi đây. Mẹ nào? Ủa. Ta ơi tóc dài bếp nhỏ đại nhân tao tính đâu đi đáy rồi nè. Đi vô bụi đáy tao tưởng đâu nhỏ nào đi theo. Máy bay thiệt. Đưa hàng không có trình lái chán vãi. Rồi nói chuyện hết rồi. Không ai nói chuyện hết rồi. Rồi kết thúc video rồi. Thì bây giờ tụi mình sẽ kết thúc video. Bạn cảm thấy sao video này thì hãy để lại bình luận bên dưới. Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công. Mình trong tương lai xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào. Ê mày lại đứng lên pháo sáng được coi. Cái gì vậy? Vừa tính kết thúc video cái rồi kết thúc video luôn.